Xe bãi lướt, xe đạp Hùng Hằng xin được kính chào cô chú anh chị và các bạn ạ. Nhà em hôm nay em sẽ hôm qua về được một ít phụ kiện cùng với xe, thì hôm qua em khui thùng xe rồi, hôm nay em sẽ khui thùng phụ kiện nha, rất là nhiều bơm nha các bác nha. Hôm nay em sẽ xả hàng bơm, khui thùng phụ kiện. Em cũng sẽ xả hàng cặp vành này đấy, trước tiên em bán cặp vành này. Em quay cặp vành này. Đây là cặp vành bản cao là xem là mấy phân đây để em đo. Cặp vành full carbon các bác nghe, bản cao 4 phân rưỡi. Đây. 45 tubola nha các bác nha. 45 tubola có nghĩa là cặp vành này là cặp vành full carbon dùng vỏ ruột dán các bác nha. Tubola vỏ ruột dán đấy. Căm của nó là căm dẹt này, vành bánh căm lan thì rất là đẹp này. Đây là em sẽ quay chi tiết cái cặp bánh. Bánh này đã qua sử dụng rồi nha, mà em để nguyên nha, về em chưa có vệ sinh gì đâu. Cặp bánh này hôm nay có giá cực kỳ rẻ nha, một cặp bánh full carbon. Thương hiệu này là thương hiệu của Australia các bác nha, Australia này. Sản xuất tại Australia, thương hiệu của Australia luôn. Cặp bánh này là có ai mà lấy thì là lấy em lấy là 4 triệu nha các bác nha, 4 triệu cặp bánh full carbon này. Chạy bạc đạn cối lổ nha, cực kỳ trớn, rất là trớn luôn. Nó là bánh dùng vỏ ruột dán nha các bác nha, vỏ ruột dán. Tubola bản cao 4 phân rưỡi, cối lổ thì gọi là tanh bành, cối lổ bạc đạn rất là trớn. Đây hôm nay em xả cặp bánh này, em sẽ xả cả bơm này. Bản cao 4 phân rưỡi là tubola các bác nha, tubola là vỏ ruột dán đấy. Nó chỉ còn có một xăm lốp thôi nha. Cái chiếc xăm lốp đằng trước này lại là nó hỏng rồi các bác ạ. Nhà em tháo ra nó hỏng rồi. Đây. Chạy bạc đạn cối lổ nha, rất là trớn nha các bác nha, cực kỳ trớn nha. Vành bánh cam lan thì còn đẹp nha. Đây vành này vẫn còn bụi bẩn nguyên đây. Nói chung là còn khá, vành bánh cam lan này còn khá là đẹp đây này. Còn cái căm này nó hơi bị chầy nhẹ một tí thôi, cái xước lông mèo thôi, nói chung là nó không đáng kể đâu, còn lại thì rất là đẹp. Đấy. Vành đẹp nha các bác nha, đấy em quay chi tiết vành rồi, mặt trước mặt sau quay hết rồi nha, quay cả hai mặt rồi nha. Cối lổ bạc đạn, vành bánh full carbon, nó có cả gôm nha các bác nha. Đây vành đây nó có cả gôm luôn này. Các bác chỉ cần mua 4 cái gôm này thôi của nó cũng tiền triệu rồi nha. Đây. Nó có kèm cả gôm luôn. 4 cái gôm này mua cũng đã 1 triệu rồi. 4 cái gôm. Nó chỉ còn có lốp vỏ ruột của nó chỉ có còn ở đằng sau đây nha, đằng trước vỏ ruột hỏng rồi các bác. 4 triệu. Rồi full carbon cực kỳ trớn luôn. Đây cái này là bẩn đấy. Cái này là bẩn. Bẩn này là dây. Vành về em còn chưa có vệ sinh đâu. Tí nữa em sẽ thử tiếng cối lổ cho các bác nghe. Đây tiếng cối lổ. Cực trớn luôn. Vành cực kỳ trớn, tiếng cối lổ cũng rất là hay. Khá là to. Bác nào mà có muốn mua xăm lốp vỏ ruột dán thì cứ ới em này, em order cho nha. 4 triệu. Đằng sau thì là còn vỏ ruột, còn đằng trước thì em thấy không có vỏ ruột đâu, không biết là hỏng hay người ta bớt lại thì em cũng không biết. Đấy rất là trớn nha. Này vành bánh thì đẹp nha. Này. Em sẽ quay chi tiết này. Vành nhẹ lắm mà rất là trớn luôn. Có 4 triệu thôi các bác ạ, lại kèm theo cả hai cái đôi gôm nhé. Hai đôi gôm của nó các bác mua cũng tiền triệu rồi nha. Đằng trước thì có sẵn vỏ, đằng sau có sẵn vỏ ruột rồi. Đằng trước thì vỏ ruột của nó thì không có. Bản cao là 4 phân rưỡi các bác nha. Vành này là thương hiệu của Australia nha.
bẩn nhá, không phải ấy đâu, đây là cà phê bẩn thôi. Đây bẩn này. Vành thì không hề bị sứt sẹo gì đâu nha, em quay chi tiết rồi đấy, các bác cứ xem đi. Không hề bị sứt sẹo gì, đây là bẩn này này, về em chưa vệ sinh này. Đây. Này. Em quay thật là chi tiết nha. Yên tâm là Vành không hề sứt sẹo lỗi lầm gì. Đây cái này là bẩn này. Cái đấy là keo kìa, đây keo là dán. Bẩn nha. 4 triệu rưỡi các bạn. Bác nào mà muốn mua Vành, mà muốn mua xăm lốp cứ nhắn em sẽ mua cho. À, đây căm là căm dẹt đây. Căm dẹt nha, các cái căm này thì vẫn còn khá là đẹp. Không có hiện tượng bong chóc sơn đâu nha các bác nhà. Căm dẹt. Xong đôi Vành 4 triệu rưỡi nha. Rồi em sẽ xeo bơm. Đây em cầm bơm ra đây để em xeo bơm này. Đây bơm này này các bác này. Đôi Vành là mã số 1 nha các bác nhà. Đây đến lượt rồi em xeo bơm này này. Đây này bơm này. Bơm em mua về này toàn tiền triệu nha các bác nhé. Những các cái bơm này, ống này của nó là bằng nhựa. Nhưng nhựa là nhựa Balaza sơ của Nhật nha. Thì các bác cứ yên tâm về chất lượng nha. Hơi cực kỳ nhiều. Nhưng mà cái bơm này này có điều là nó chỉ bơm được van xe máy và cái van. Đây như cái bơm này là bơm được van xe máy ấy các bác nha. Van xe máy và cái van run ấy. Cái van run của mình ấy. Cái van run xe đạp thường của mình ấy. Chứ nó không bơm được cái van xe thể thao các bác nha. Đây này. Cái này của nó, cái đây ống này là ống nhựa, ống này là ống bằng thép này này. Toàn tiền triệu nha. Em xeo bơm đồng giá 500 đây, toàn tiền 1 triệu đây này, em mua về toàn 1 triệu đây này các bạn này. Hơi cực kỳ khỏe, anh xách lốt hai cái bơm ở đây cho em. Bây giờ em sẽ xeo đồng giá 500 nhé. Ống chiếc này. Đây 4 chiếc này là 500 này. Đồng giá 500. Mã số 1. Đây 4 chiếc này đồng giá 500. Đây anh dán vào đây cho em để phân biệt đi cho nó dễ. Đây con bơm màu trắng này ống kim loại nha. Ống này là ống kim loại mã số 1, 500. À ừ, Vành là mã số 1 rồi, con bơm này là mã số 2. 500. Mã số 2 500 nha. Balaza sơ ống kim loại. Chỉ bơm được van xe máy đấy nha các bác nhá, van xe máy. Đầu này là chỉ bơm được van xe máy, các bác về mua thêm một cái giống như này này là sẽ bơm được cả van run này. Hay về các bác kiếm được cái đầu bơm để bơm van xe thể thao lửa vào thì càng tốt. Đây con này mã số 2 chỉ bơm được van xe máy 500. Mã số 3 cũng 500, Balaza sơ của Nhật. Ống này của nó là ống nhựa, nhưng mà ống nhựa xịn các bác cứ yên tâm nha về cái độ bền nha. Đây tất cả của nó đều là nhựa hết. 500. Tiền triệu của em đấy, toàn tiền triệu đấy, em xeo lỗ đấy. Bơm này 500 nha, mã số 3 nha các bác nha. Balaza sơ của Nhật này, mã số 3 500. Đây là bơm được van run và van xe máy. Mã số 4. Cũng là ống bơm này cũng là nhựa nha, của Bontrager, à của Bridgestone. Nhựa Bridgestone của Nhật nha, cũng của Nhật nha. Đây nó còn có cả kim để bơm bóng này này các bác này. Nó có kim bơm bóng này. Đây, cái này là cũng chỉ bơm được van run thôi các bác nhá. Đây cái bơm này là đầu bơm này này. Đây các bác nhìn kỹ đầu bơm của nó đây nha, bơm được van run thôi. 500k nha. Bridgestone của Nhật, toàn tiền triệu của em đấy. Em xeo lỗ vốn này, lỗ bao nhiêu tiền bơm này. Cái mã số 4 này 500k nha, cũng là bằng nhựa nha các bác nhá. Con này là mã số 5, cũng là Balaza sơ của Nhật, con này cũng bằng nhựa. Đầu bơm của con này thì bơm được hai loại là van xe máy và van run nha các bác nha, van xe máy và van xe đạp, van run bình thường của mình ấy. Đây đầu bơm Balaza sơ đây. Balaza sơ của Nhật. Này nó còn có cả mã QR này, toàn bơm xịn thôi. Xeo lỗ 500 nha các bác nha. Mã số 5. Mã
số 5, 500. 500 mã số 5. Ôi dồi ôi, con bơm tốt bích này này, con bơm này cực kỳ xịn này bác này, ba chân này. Bơm này là ống của nó là bằng thép đây này, tay cầm này thì bằng nhựa rồi, ống bằng thép này, có cả đồng hồ đây này. Nhà em xeo lỗ này 800 ngàn, đầu bơm của nó chỉ bơm được van xe máy và van run nha. Đây đầu bơm đây 800 ngàn cả đồng hồ, bơm tốt bích cũng của Nhật luôn, thương hiệu của Nhật, mã số 6800. Hôm nay xeo lỗ luôn 800 nha các bác nhỉ, xeo lỗ này, bơm xịn sò. Về các bác mà mua được cái đầu bơm để có thể bơm được van xe thể thao nữa là thôi tuyệt vời ông mặt trời luôn này. 800 xeo lỗ. Đây còn cái bơm này, bơm này là bơm đồng hồ, bơm xịn của nó là 1,5 triệu này. Cái này là phải từ từ là phải ăn phải chứng nhận nhỉ. Nó lại không dính các bạn, băng dính thì nó lại không dính. Đấy rồi. Thôi cứ dính tạm nó vào đấy. Anh lau lau sạch đi rồi. Ôi nó không dính được thế. Đây cái bơm này là có đồng hồ nha các bác nhá. Ô sao cái này hôm nay nhà em nó bị đểu đấy nhỉ các bác ơi. Cái băng dính này, này. Cả quận này mà nó chả dính gì cả. Thế là mình cái bơm có đồng hồ này 1,5 triệu này các bác này. Bơm này cực khỏe, cực nhiều hơi nha, 1,5 triệu. Đây là những cái đầu này là đều bơm được xe thể thao hết nha. Cái nào mà không bơm được xe thể thao em sẽ báo luôn nha các bác yên tâm. Con xanh xanh này là 1,3 triệu. Con xanh xanh này là 1,3 triệu nha các bác nha. Đây thực con này 1,5 triệu đi. Con bơm đen kìa, đưa đây em quay mã này là mã số 7. Mã này là mã, con này là mã số 7 các bác nha. Đây có đồng hồ này. Bơm được cả xe thể, bơm được xe thể thao này. Đây lại có cả đầu để bơm van run này. Này, này. Con này là mã số 7 nha các bác nhé. Mã số 7. Bơm rất là đẹp luôn. 1,5 triệu các bác nhỉ. Đồng hồ bơm cực kỳ khỏe luôn. Đồng hồ thì rất là ngon. 1,5 triệu mã số 7. 1,5 triệu. Còn cái con bơm xanh này, con bơm này như mới này các bác này. Đây con này là mã số 8 này. 1,3 triệu này các bác ơi, mã số 8 1,3 triệu nha, đồng hồ nha, bơm xe thể thao nha. Đầu này là đầu bơm xe thể thao này, đây này bơm van run này, mã số 8 1,3 triệu. Anh đưa em cái bút đi. Mã này là mã số 8 nha các bác nha. Mã 8 màu xanh 1,3 triệu. Đấy, bơm xong bây giờ đến lượt là mũ bảo hiểm nha. Đây em có con mũ mít mét mã số 9. Đây con mũ này là con mũ mét nha, mã số 9 các bác nha. Con này có công nghệ mít nha, màu cực kỳ đẹp nha. Đây các bác nhìn thấy công nghệ mít. Con này là mũ siêu lướt nha các bác nha. Mũ này là con mũ này là mũ dùng rồi nhưng mà nó là hàng siêu lướt nha, cực kỳ đẹp. Đây này nó có công nghệ mít là công nghệ dịch chuyển theo theo đầu đấy. Chẳng hạn là khi mình đội mũ mà chẳng may nó có va chạm ấy thì cái mũ nó sẽ dịch chuyển theo cái hướng đầu của mình nên là nó sẽ giảm thiểu được cái tác động của ngoại lực rất là lớn nhé. Đây, tem mác này nó có công nghệ mít này. Con mũ này form của cái mũ mét này thì nó rất là ôm các bác nha. Nó rất là ôm đây. Size của nó là size M đây các bác này, size M đây các bác nhìn nhé. Đây em sẽ zoom lên để cho các bác nhìn cho nó rõ. Đây size M nhé, dành cho vòng đầu từ 55 đến 58 này, từ 56 đến 58 này. À, và cân nặng của mũ là 250 g này. Đây.
Con mũ này thì được sản xuất tại Trung Quốc này, mũ hàng chính hãng, mũ mét, thương hiệu của Ý, màu rất là đẹp, nó có công nghệ mít, mã số 9, 2,5 triệu. Nhưng mà cái form mũ này nó nhỏ, size nhà sản xuất là size M, vòng đầu từ 56 đến 58, nhưng các bác có vòng đầu 58 M. Mà các bác thích đội kiểu nó rộng rãi một chút thì các bác không nên lấy chiếc mũ này nha các bác hãy. Nếu như các bác thích rộng rãi, tại vì đằng sau này nó có nút tăng chỉnh vòng đầu này, vòng đầu này. Các bác thích đội rộng rãi thì các bác độ khoảng 54, 55 nhé. Chỉ là 56 trở lại thôi, 56 trở lại thôi thì hãy lấy nhé. Còn đâu các bác mà 57, 58 mà thích đội rộng rãi thì không lấy con này các bác nha. Các bác vòng đầu mà từ độ khoảng 54 cho đến 56 thì lấy cho em nha, 54 đến 56 thôi. Nếu như mà thích đội rộng rãi, còn đâu các bác 58 thì không lấy nha. 57, 58 thì thôi đi ạ, bỏ qua đi ạ. Mũ thì siêu lướt, cực kỳ đẹp nha, có công nghệ mít nha, 2,5 triệu, mã số 9 nha. Đây, em sẽ sell con Gio này. Đây con mũ này này, hàng mới nguyên nha các bác nha, vẫn còn nguyên hộp. Đây nguyên hộp, Giro là thương hiệu của Ý, nguyên hộp, giấy, sổ sách, giấy tờ còn nguyên. Đây vẫn là có cái đệm lót ở bên trong này, cái đệm lót này là lót ở giữa đây, sổ sách, giấy tờ còn này. Đây này nó vẫn còn một cái đệm lót, cái miếng lót ở giữa này, đây, cái mỗi cái miếng này thôi nhé. Và có cả lưỡi chai luôn này các bác này. Em sẽ sell con này nha, con này... lúc trước là em về là giá là 2,2 triệu đấy, nhưng hôm nay nó là mã số 10 đi. Em sẽ sell mã số 10. Con này thì mũ mới nguyên nha, còn nguyên hộp là nguyên sổ sách này nó rơi mất cái mác rồi. Nên này em mua thanh lý của shop nha, giá là 2,2 triệu, nhưng hôm nay em sẽ sell là còn là 2 triệu. Mã số 10 các bác nha, 2 triệu nha. Đây, sell. Đây này các bác nhìn phía sau mút của nó này, như các cái mút của nó ấy, cái phần xốp của nó ấy, thì là nó là mũ mới. Nhưng mà cái con mũ này thì người ta đã cũng chưa đánh mài những các cái xốp này cho nó nhẵn nhụi đâu. Đây các bác nhìn đây, mũ mới nguyên 100%. Đây những các cái xốp đây nhìn nó cũng không được nhẵn nhụi cho lắm. Đây. Nên là thôi em sell 2 triệu nha. Đây những cái xốp đây các bác nhìn đây, những cái đường xốp này mũ mới của nó này nó cũng chưa có mài rũa. Nên là nhìn nó cũng không được nhẵn nhụi cho lắm nha các bác nhé. 2 triệu. Đấy xem bác nào ưng thì chốt cho em nha. Đã sell, em đã sell rồi là các bác không lấy hàng giúp em nha, không được giả lại đâu đấy. Đây, con mũ này 2 triệu nha. Đây, bên trong này, mũ mới nguyên, chưa có sử dụng đây. Size để em xem là size là. Size là dành cho vòng đầu từ, đây. Từ 51 cho đến 55 nha các bác nha. Các bác, cái form mũ này của nó cũng khá là ôm đây này. Cứ từ 51 cho đến 55 là đội là đẹp. 55 trở lại thôi các bác nha, 55 trở lại thôi. 2 triệu, mã số 10. Đây, tiếp theo là một con mũ nữa. Đây, con mũ này là con mũ Kabuto của Nhật nha các bác nha. Kabuto của Nhật này, màu rất là hầm hố. Mũ này cũng là mũ đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn rất là đẹp nhé, hình thức vẫn còn khá là đẹp. Size của nó là size SM nha, vòng đầu khoảng độ từ 50 cho đến 54 nha các bác nhé. Từ 50 đến 54. Từ 50 đến 54 nha các bác nhé. 54, 55 được đấy. 1 triệu các bác nhé, mã số 11, 1 triệu. Đây con này là mã số 12, con Limac, thương hiệu của Ý.
Còn nguyên hộp các bác nha, nguyên hộp này, nguyên sổ này, có cả lưỡi chai này, hộp là sổ này, lưỡi chai này, màu đen ly mắc thương hiệu của Ý nha, rất là đẹp nha các bác nha. Đây là chỉ bụi bẩn thôi, em chị không có lau chùi gì đâu, bụi bẩn nha. Đây là cái phần xốp ở phía sau, đi chợ về à người đẹp, thương hiệu của Ý nha, ly mắc nha. Đây cái phần lót của nó cực kỳ êm nha. Con này 1,5 triệu, thương hiệu của Ý, ly mắc, để em xem size này. Con này em thấy nó rất là rộng đây này, nhưng mà lại chưa thấy nó có size. À đây rồi, dành cho vòng đầu từ 57 đến 61, size L các bạn. Từ 57 đến 61. Đây, 265g từ 57 đến 61 các bác nhé. Size L, ly mắc, thương hiệu của Ý. Còn nguyên hộp, nguyên sổ, có cả lưỡi chai. Mã số 12,5 triệu các bác nhé. 12,5 triệu ly mắc. Con này thì em bán rồi. Đây còn con mũ này. Đây là con ca lông đeo nha các bác nha. Con ca lông đeo này là mã số 13 đi. Mã 13 nha. Con này là có cả đèn hậu ở phía sau. Đèn hậu phía sau đây nha. Đấy, rất là sáng. Đèn cảnh báo nó có mấy chế độ này các bác này. 2 chế độ. Con này là mũ ca lông đeo nha, con này của nó là mã số 13,6 triệu nha các bác nha. Ca lông đeo form rất là ôm này, form này cực kỳ đẹp. Form này rất là ôm đẹp này. Mã số 13, đây nó có nút tăng chỉnh vòng đầu đây này các bác này. Nên là mình có thể điều chỉnh thoải mái không lo. Mã số 13 là mũ ca lông đeo có giá là 1,6 triệu, con này là sản xuất năm 2022 này các bác này. Đây, ca lông đeo sản xuất năm 2022. Nó lại còn có cả đèn ở phía sau. Thì em đang tìm xem là cái size là dán ở đâu đây. À đây, size đây rồi. Size SM các bác. Đây. Size SM dành cho vòng đầu từ 54 cho đến 58 các bác nhỉ. Từ 54 đến 58. Mũ rất là đẹp. 1,6 triệu các bác nhỉ. Có đèn ở phía sau. Ca lông đeo thương hiệu của Mỹ nha. 1,6 triệu. Cái băng dính này nó chán quá các bạn. Đây con Kabuto này. Con Kabuto nhà em đang bóc đây là mới đét nha. Nguyên hộp. À đâu, Bon Sager chứ. Con này là Bon Sager đây các bác này, nguyên hộp này. Ủa, hộp của nó đẹp. Con này mới đét nhưng màu đẹp lắm, màu xanh các bác ơi. Bác nào đang đi xe check. Bác nào đang đi xe check chốt con này cho em, mũ mới đét nha. Nó không có tăng mát thôi, là bị mất tăng mát rồi, có công nghệ mít nha. Con Bon Sager này là có công nghệ mít nha các bác nhé, nguyên hộp. Rơi mất tăng mát, mua thanh lý của shop. Con này 3,2 triệu, bác nào đang đi xe check. Đang đi xe check dinh luôn em này cho em, có công nghệ mít nha. Đây là cái công nghệ dịch chuyển mũ theo cái chiều của vòng đầu đấy, như em vừa nói lúc nãy rồi đấy. Là không may có xảy ra va chạm gì thì cái mũ nó sẽ dịch chuyển theo đầu hướng đầu của các bác. Nên là nó sẽ giảm thiểu được cái tác động rất là nhiều. Những con mũ có công nghệ mít thì nó sẽ nặng hơn những con mũ thông thường một chút nha. Con này nặng là 291g này các bác này, size của nó là size SM. Vòng đầu từ 51 cho đến 58 nha, vòng đầu từ 51 đến 58 đây, nhà sản xuất này, từ 51 đến 58 các bác nha. Đây. Mới đét đèn đẹp nha, rất là đẹp nha. Ủa, màu này cũng rất là đẹp này. Này. Màu xanh Bon Sager 3,2 triệu nha. Con này là mã số 14 các bác ạ. Con này là mã số 14 này. Đây để em đang lấy cái ra đây em dán để phân biệt.
Mã 14 nha các bác nha. 3.200.000. Ông ơi, ông đợi cháu tí nha. Đấy, khách đến lấy hàng phải đợi. 3.200.000 nha các bác nha. Bon charger mới đẹp. Hộp của nó nhìn uy tín lắm. Xịn này. Đấy. Có công nghệ mít. 3.200.000 mới đét nguyên hộp này các bác nhìn này, hộp này. Này. Size SM này, vòng đầu từ 51 đến 58. Nguyên hộp luôn. Gạc lơ. À con gạc. Con gạc lơ này các bác ơi, con mũ này là con gạc lơ, con này là thương hiệu của Canada này, con này là mũ dùng rồi này, đã qua sử dụng rồi này. Tem mác. Size của nó là size ML, vòng đầu từ 55 đến 61 đây này các bác ơi. Này. Từ 55 đến 61 cái nặng 315 g. 55 đến 61 size ML. Màu trắng. Thương hiệu của Canada các bác nha. Nói chung là hình thức bên ngoài thì không hề bị chảy xước hay là mót miếc gì đâu các bác ạ. Đẹp, nói chung là đẹp. Con này có 800 thôi các bác ơi, 8 lít. Một con mũ xịn đến từ Canada, 800.000. 800 nha các bác nha. Bác nào đang đi xe thương hiệu Canada, gạc lơ hay là xe Velo, dinh luôn con này cho em, mã số 15. 15.800 nha, gạc lơ màu trắng, rất là đẹp, form đẹp, form này đội rất là kín ấy, nó lòng nó sâu, có form mũ này lòng sâu các bạn. 800. Con này, à con này là con thương hiệu của Ý đấy, cát đấy, con mũ cát đấy, thương hiệu của Ý đấy. Con này form nhỏ này, vòng đầu nhỏ này. À, màu là màu xanh tím than này, màu rất là đẹp nhã nhặn, vòng đầu nhỏ. Đây có cái lót này này, nó hơi bị sờm này này các bạn, lót này hơi bị sờm. Cái này các bác kiếm bộ lót mới thay vào ok, con lót này của nó vẫn dùng tốt. Con này để em xem này, xem size xem nào, nó size số nó ở chỗ nào. Đây đây đây, cát nha, thương hiệu của Ý nha, rất là nhẹ các bạn. Con này mũ rất là sâu ấy, như các cái mũ xịn của nó thì nó rất là sâu lòng bên trong ấy, đội rất là đảm bảo an toàn. Đây em đang nhìn xem là size của nó là, à dành cho vòng đầu từ 52 đến 50, à không phải 42, 52 đây, em zoom lên em nhìn cho là rõ. Đây 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 đây. Ô, con này trông thế thôi là sâu lòng, cũng vòng đầu từ 52 đến 58 đấy. Nhưng mà thôi bác là vòng đầu 58 thì không đổi con này nhá, mà từ 56 đổ lại thôi, 56, 57 đổ lại nha, tại vì form em thấy nó cũng hơi nhỏ. Đây này, nhưng mà nhà sản xuất này người ta kiến nghị là vòng đầu từ 52 cho đến 58 này. Bác nào thích đội rộng rãi thì 58 thì thôi nhé, 56, 57 thôi. Từ 52 đến 56, 57 thôi các bác nha. Cát thương hiệu của Ý. Anh, bác điền. Con này 1.500.000 các bác nha. Mã số 16, 1.500.000. Nó có cái lót ở bên trong ấy, nó hơi kém một chút thôi. Cái lót này các bác về các bác kiếm cái lót mới, hay là con mũ nào mà đi là cũ rồi ấy. Cái mũ nào mà đi cũ rồi các bác chuyển bộ lót sang đây là được. Mã số 16, 1.500.000. Ui con Yên này. Con Yên này chưa có sử dụng, vẫn còn nguyên tem, vẫn còn nguyên mác này. Yên. Yên gì đây? Yên Sanmaco này các bác này. Sanmaco, Yên thương hiệu Ý. Còn nguyên tang mác này, tem của Sanmaco này, tem 7 màu. Có 1.200.000 rồi các bạn, mới nguyên, mới đét đèn đẹp. Nguyên mác này. Không có hộp thôi, còn đâu nguyên mác. 1.200.000 các bác nhỉ. Con này là mã Yên, là mã số 17. Mã số 17. 17. 1.200.000.
Dài rồi. Cái này mai em phải đi tậu cái băng dính mới thôi các bạn. 17 này, 1.200.000. Các bạn nhé, Yên là mã số 17 này, 1.200.000 nha. Yên mới nguyên nha, còn nguyên cả tăng mác này. Đây, 17, mã số triệu. Mã số 17.200.000, nguyên tăng mác. Sanaco nhé, thương hiệu Ý. À đo qua cái yên. Để nhà em đo qua cái yên. Dài 28. Dài là 28 các bác nhá. 13,8. Rộng 13,8. Đây em đo chiều dài này, đo từ đây đến đây này là 28. Dài 28, rộng 13,8. 1.200.000, mã số 17 mới đét, đen đẹp. Các cái hộp kia là hộp gì anh nhỉ? Gọng nước nhiều lắm. Đây này, nhà em mua về để bù vào xe, những cái con xe còn thiếu cho các bác này. Đấy, chủ yếu là bù vào xe thôi. Rất là nhiều gọng nước. Nên là các bác yên tâm mua xe nhà em chỉ có gọng xịn thôi nha. Các bác nào mua lẻ nhà em cũng bán. Mua lẻ cũng bán. Đấy, gọng, toàn gọng elite với lại cả này rất là nhiều này. Ủa ơi bác ơi, toàn bàn đạp MTB này, này, toàn bàn đạp MTB các bác nhé, này, rất nhiều, đây, MTB, 500.000 một đôi MTB các bác nhé, 500.000 một đôi MTB, đồng giá, này, tất cả những đôi bàn đạp này đều đồng giá 500. À, bác nào mà thích đôi nào thì à thích mua bàn đạp thì cứ alo em chụp ảnh em gửi. Đồng giá 500 hết này này. Đây, đây. Đôi này kém thì 300. Đây đôi này này hơi bị ham hoen thì 300 này. Đôi này 300. Đồng giá 500. Đây những các cái đôi kém kém hơn thì là 300 này. Nó bị rơi mất là một bên phản quang 300. Đôi này là 300. Đây đôi này 300 à? Đây. Đây ba đôi này 300 nhé. Còn lại đồng giá 500. 300. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 đôi đồng giá 500. 12 đôi đồng giá 500. Các bác nào thích cái đôi nào chụp ảnh cho em. Đây, tại vì nó nhiều lắm các bạn. Nên là thôi, cứ thích bàn đạp thì đây. MTB đây, 500 một đôi, đồng giá hết rồi. Đôi này 500 các bác chốt luôn em. Thật cái đôi này. Đôi này mà mua lẻ. Trớn lắm đấy, đôi này. Đôi này mà 500 này quá rẻ. Hả? Ờ, bán chịu nhá. Ờ rồi. Riêng một ngày ăn 3 quả liền. Ờ. Nghiện gì chứ nghiện sầu riêng thì tốn kém á. Đấy hàng xóm nhà em hôm nay khai trương quán sầu đấy các bác. Mọi khi nó vẫn bán nhưng mà nó không có mở cửa hàng. Đây em khui đến thùng tiếp theo là không biết là cái món gì ở trong này đây. Đây là hàng từ Nhật hết. Nhà em nói chung là toàn hàng từ Nhật về các bạn, kể cả từ cái gọng nước. Không bán hàng lậu. Đấy hàng xóm nhà em đây là thấy khui thùng rồi bán sang nó trêu rồi. Đây thì chỉ có hàng lậu đây thôi. Em bán hàng đấy lại còn treo nhau thôi, tập trung vào chuyên môn. Đang phát trực tiếp ở đây lốp đây này các bác ơi. Đây khách nhà em đến lấy hàng còn đang ngồi đợi đấy. Ngồi vỉa hè. Ôi, xăm này. Con xăm này vứt đi rồi. Con xăm này đây made in Taiwan này. Con này là xăm. Đây, con này vỏ ruột rán này. À đây, ừ, để ở đây này. Bác nào mua lốp đây này, nhà em có về một con vỏ ruột rán đây này các bác này, của Victoria đây này. Đấy.
À mua mua vành, mua vành cái cặp vành mà em vừa mới khui đấy, em bán sale 4 triệu đấy. Mà chưa có vỏ ruột đấy, thiếu mất một chiếc ở đằng trước đấy. Đây, có luôn vỏ ruột dán này. Ê, lốp này. Lốp Michelin này. Lốp Michelin này, một đôi lốp Michelin này. Ở đây này rất là nhiều xăm này, nhà em mua rồi xong rồi là nó còn đóng vào đây này. Anh ơi, anh báo giá xăm đi xem nào. Báo giá xăm đi, đây một đôi này. Hả? 150.000 100.000 một quả. À 100.000 một quả, hôm nay là 100.000 một quả các bác nhé. Đây xăm 100.000 một quả. Đây con này là con này là của nó là 150.000. Con này là xe MTB này, Balaza Sir này. Đây. 150.000 nha, cái con MTB này 26 nhân đây bao nhiêu đây này. MTB size 26 của MTB này. Con này 150.000 nha các bác nha. Còn đâu như các cái xăm này là em cứ để đồng giá 100 này là em cũng không biết cỡ gì đâu. Để tính sau đi. Còn đâu đôi lốp này thì bao tiền? Đôi lốp Michelin mới cứng này 800 nha, 800 một đôi ý các bạn. Rẻ, quá rẻ. Cái đôi lốp Michelin này này, 800 đi. Đây là mã số 17 đi. À này vừa yên mã số 17 rồi, còn đây là mã số 18 đi. Mã số 18 800 nha các bác nhỉ, đôi lốp Michelin nha. Michelin này thông số của nó biết là 23-25 nhỉ. Đôi lốp này 800 này. Còn đâu cái yên MTB, yên MTB 26, à quên cái xăm MTB 26. Này là 150.000 các bác nhé. 150.000. Là mã số 19. 150. 150. Còn đâu những các cái xăm này cứ 100.000 một chiếc nhé. Em cũng chưa biết nó là cỡ gì đâu. Các bác cứ cần thì gọi điện để em xem lại cỡ sau. Con yên này là con yên gì mà nó hoa lá cành này các bạn này, nó hình hoa lá cành này. 500 một chiếc, 500 một chiếc. 500. Con yên này 500 nha, hình hoa lá cành này. Đây con yên này 500 nha các bác nhỉ. À con này là mã số 20 đi. 500 yên. Đây không phải rách gì đâu mà là hình hình hoa của nó nha, con yên này nó rất là độc này, độc lạ này. Đây, hoa này. Cái này nhìn được gan. Cái này 500. À. Mã 20 500 nha, con yên hình hoa này. Đây mã 21 con yên này các bác lắp vào xe tu linh này. Xe MTB cũng được các bác ạ. Tu linh MTB đều được nha, rất là êm này. Con yên này thì sản xuất tại Trung Quốc này. 500.000. Rất là đẹp luôn nha, nó chỉ bụi bẩn thôi, còn đâu rất là đẹp đây này. Rất là đẹp này. 500.000 nha. Bụi bẩn thôi, còn đâu yên gần như mới này. Yên này nó còn gần, em thấy nó còn chưa có dấu hiệu lắc cơ. Đây, đây, gọng xương của nó đây. Này, đẹp như này, 500.000 nha, sản xuất tại Trung Quốc. Lắp vào xe rốt, xe MTB, rất là êm luôn này. To. 500.000. Mã số 21. Nhiều thứ lắm các bạn. 21 500. Con yên này êm lắm. 500. Đây là can này. Đây là cả bộ, cả đây này, đây cả bộ can của nó này, gồm cái đôi này là bắt vào giày này, cái đôi này là can này này. Cái này em cũng không thạo lắm đâu, nhưng mà cả bộ này của nó là 500 các bác nhé. Đây 500.
cái này là cái can này em biết, nhưng còn cái này là cái lắp vào giày hay là cái gì đây này, nó theo bộ của nó này, cả bộ này này. 500 ngàn nha các bác nha, của Shimano 500 ngàn. À, mã số 22 nha. Đây mã 22 đây 500. Đây mã 22 nha các bác nha, 500, đây là cả bộ của nó đây. Đĩa này. Ủa nó nhiều thứ lằng nhằng thế nhỉ. Đĩa này của nó là đĩa gì đấy nhỉ? Đĩa này chắc là đĩa của xe tu linh rồi, 44 răng này. 44 răng đĩa tu linh vì đĩa địa hình đây này các bác này. 44 răng này, cái này bác Tiến. 300 nha các bác nha. 300. Mã số 23 đi. Mã 23 là 300 ngàn nhé. Này anh biết rồi, em mã 23 300 ở đây nó trơn. Chuông với đôi tay lắm này là cùng một mã. Thì cứ ấy đi, cứ gọi là dính. Rồi 300 ngàn là mã 23. 300. Đây để riêng đây là... Đây này ui, cả bộ này 300 ngàn này các bạn. Cả bộ này 300. Đây là 32 này, 22 này, đây là bộ của nó nhé. Vòng to nhất của nó là 44 hay sao này. Ôi, ôi con này được sản xuất tại Canada luôn này này các bạn này. Bộ này sản xuất tại Canada luôn này. Một bộ ba cái đĩa. Cái đĩa lớn nhất của nó là 44 răng nha. Xong rồi đĩa nhỏ là thứ hai là 32 răng. Xong rồi tiếp theo là 22 răng nha. Đây này, cả bộ này 500 các bác nha. Sản xuất tại Canada luôn. Made in Canada 500. Đây, cả bộ này. Mã số 24 nha, 500. Đây 500 nha, cả bộ 3 đĩa, sản xuất tại Canada 500. À 443222. Đây cái này là cái chắn này. Cái chắn cái lá đĩa này, đây này cái này là lá đĩa này. Cái này là cũng là của Canada đây này các bác này. Cái đĩa, cái lá này của nó cũng là của Canada đây này, bộ này này. Cái lá này của nó là 44 răng này. Đây này, nó đây này, nó là chắn đĩa này. Đây cả bộ này của nó này, các bác nào xem dùng như nào dùng này, 44 răng này. Con này là cũng là của Canada này. Giống như cái bộ vừa lấy này. Này cái 300 ngàn. Ba trăm ngàn các bác nhé. 300. Mã số 25 đi. 25, 300 ngàn. Ôi, lằng nhằng nhiều thứ thế. Con đồng hồ này không biết là còn dùng được không này này. Bơm này. Anh xem bơm này có dùng được. Bơm thử. À bơm này vẫn dùng được. Đây em cứ bán con bơm này với con đồng hồ này này. Bơm tay này, bơm tay lại còn có cả đồng hồ này, con đồng hồ công tơ mét này chắc là hết pin này là như nào đây em không biết đây. 500. À không, em bán combo là cả cái này, cả đôi tay lắm này. Cả chuông này, cả bơm này, cả đồng hồ này, bao tiền? 1 triệu nha các bác nha. Đây cả cái combo này là gồm một cái đồng hồ này, đồng hồ này em không biết là hết pin này là như nào nhưng mà nó không lên này này. À, chuông này, à, bơm này, bơm mili có cả đồng hồ này, đôi tay lắm này, lại cả một cái đôi phản quang lắp vào vành này, đây lại cả bộ phản quang trước sau này,
1 triệu nha các bác nha, đây cả combo này có 1 triệu thôi. Cả combo này là mã số 26. Có 1 triệu. một triệu này, một thứ này, một bộ này là hai này, cái đôi tay lắm này của nó đắt tiền đấy nha các bác nha, không rẻ đâu, là ba thứ này, cả cái bơm này 4 thứ này, cả chuông là 5 này, cả cái đồng hồ này là 6, 1 triệu combo. À đây là có cái em có đôi gôm của MTB này các bác ơi, đôi gôm MTB này, đôi gôm MTB này. Đôi gôm này mới nguyên này của MTB này. Made in Taiwan này. Đôi gôm này 400 ngàn nha. 400 ngàn nha các bác nha. 27, mã 27 đôi gôm MTB 400. Này, tun này, miếng vá này. Thôi cái này em lấy 150 của Balaza Sơ này. Ấy không phải của Balaza Sơ, em xem là của cái gì đây. Cũng là của Nhật đây này các bạn này. Đây là cái bộ tôi bán combo hai cái này là 200. Chả biết được. Ô, đây nó là cái đầu bơm hay sao ấy. Ô các bác ơi, cái này là cái gì của Balaza Sơ đây này mà em không biết luôn này này. Thôi em cứ bán từ mù. Nó có một bộ tun này, một bộ hộp vá, trong hộp vá này nó có nhựa này, có mấy cái miếng vá nhỏ nhỏ này. Mới lại cả cái này nó là cái gì em không biết luôn, thế 200.000. Cái hộp bộ tun này là bộ tun không phải của Balaza Sơ đâu, tun này là tun của ở đây Marili cái gì này. Mã này là mã thứ số 28 nhé. 200.000. 200k. Đây, mã 28 nó gồm hai thứ này nha, mã 28 200k. Đây, cái này bán 100.000. Trong này là có hai bộ phản quang trước sau này. Nói chung là cái sách vở này thì chỉ vứt đi thôi các bạn. Nó chỉ giá trị ở hai cái bộ phản quang với lại cả cái lọ keo gì đây không biết được. 200.000 nha các bạn nhé. Hai bộ phản quang trước sau của Nhật. Và phản quang vành 200. 200 nha. Mã số 29. Mã 29 200 nha. Cái này là cái gì thôi bỏ. Ô, cái này là cái gì đấy? Anh thử ra xem nào. Cọc yên. Đây nha, em có hai cọc yên nha. Ủa, cái cọc yên này là của MTB này các bác này. Đây, cái cọc yên này là của xe xe Tu Linh này. Được mà. Ủa, không thục chứ mở hàng được cái gì. Đấy. Đấy, hàng xóm đấy sao. Vừa mà ăn được mấy miếng cá chim này, xem xin cả cái mũ. Đây, hai hai cái cọc yên nha bác nhỉ. Anh ơi, hai cọc yên này bao tiền? Hai cọc yên này 300. Hai cái cọc yên này 300 nha. Thật. Rồi 300 thì có một tiền ship lại mất bao nhiêu tiền. À vừa lấy là em là mã thôi bao nhiêu rồi nhỉ? Đeo vào áng. Đeo vào eo này cho nó thắt cổ. Mã số 30 nha, 300.000 hai cái cọc yên. Ba trăm nghìn nha. Hai cái này em chả biết nó là cái gì. Không phải bo đùi. Ôi này các bác ơi, hai cái này nó là hai cái gì nhỉ? Mẹ em cũng không biết nó là hai cái gì luôn đây này. Đây trong này nó có cái gì ấy? Đây thôi bây giờ là em cứ bán 300.000 cái đôi này, không biết nó là cái gì luôn, các bác biết thì các bác nào biết mà mua về sử dụng được thì sử dụng 300. 31 300.000.
Đâu còn cái gì nữa không? Là anh ơi xem cái kia còn gì không? Ở trong này. Thôi cái này vứt đi. Đây để còn mấy cái lít này. Đây này em còn mấy cái lít này bác ơi. Lít này 1, 2, 3 này 4, 5, 6 lít, lít 9 các bạn. Đây này em còn mấy cái lít 9 này. Ờ đúng rồi, cái đấy là đây này, cái này là lít 9 đấy này các bạn này. Đây lít 9 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây clip này là clip 10 này các bác ơi. Clip 10. Clip này là clip 10 nha. Đây các bác ơi, cái này là clip 10, cái này là clip 9. Đây clip 10 đây này. Các cái clip còn khá là đẹp đây này. Clip 10. Xem thông số 25 các bạn, cái clip 10 này của nó là cái clip lớn là 25 xăng, cái clip nhỏ là 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Cái clip nhỏ là 12 xăng các bạn, clip nhỏ 12 xăng nhé. Clip lớn là 25 xăng. Đây clip 9. Đây clip 9 này, đây clip 10 này, clip 9 với 10 này bao tiền? Clip 9 500k một cái bạn. Clip 10 thả 500, clip 9 này cũng 500. 500 đầy răng clip thì còn vẫn còn ngon nhé các bạn nhé. 500. Đây hộp tun, à cái hộp đựng tun này bao tiền? Hộp tun này 300 nha các bác nhá. 300. Đấy thôi nhà em còn nhiều thứ lằng nhằng lắm nhưng mà thôi. Em quay khui thùng để thôi nha, video dài quá rồi các bác ạ, mở pin điện thoại hết rồi. Bác nào ưng món nào thì cứ alo em nhá. Hộp tun 300, clip này 500 một chiếc. Cuốn của cháu đây.